Mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến GoraShop 24 giờ. Và như các bạn cũng đã biết, hiện nay trên thị trường đang tràn lan rất nhiều loại nấm linh chi. Và loại nấm linh chi sừng hiêu hiện nay cũng đang được rất nhiều người tìm kiếm và sử dụng bởi những công dụng rất là hữu ích của nấm linh chi sừng hiêu. Đây chính là sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu Hàn Quốc đang được phân phối bởi GoraShop 24 giờ. Và hôm nay Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để chọn mua sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu một cách chuẩn nhất và chính xác nhất, để tránh việc các bạn vừa mất tiền vừa làm hại sức khỏe của mình. Đầu tiên chúng ta sẽ phân biệt qua 3 cách. Đấy là thứ nhất là qua hình dạng của nấm, thứ hai qua màu sắc của nấm và thứ ba qua mùi vị của nấm nhé. Đầu tiên, khi các bạn nhìn thấy đây là cây nấm linh chi sừng hiêu, hình dạng của nấm phải có nhiều nhánh nhỏ. Đây là cây nấm nhỏ mình lấy ra. Một cây nấm phải có hình giống như cái sừng con hiêu và nó được chia ra làm rất nhiều đốt ạ. Như thế này ạ. Và mỗi một đốt của nó phải là từ 2 đến 3 cm, như các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, hình dạng của cây nấm. Và mỗi một cây nấm thì có thể kéo dài từ 60 đến 150 cm, nhưng khi thu hoạch thì họ chỉ thu hoạch tầm 20 đến 30 cm thôi ạ. Còn chân nấm sẽ được đóng gói riêng bạn nhé. Đấy. Cách thứ hai, đấy là qua màu sắc của nấm. Nấm linh chi sừng hiêu thường có màu nâu sẫm hoặc là màu gần giống màu đen như màu gỗ gụ. Đấy. Nếu như các bạn nhận nấm linh chi sừng hiêu mà nó có màu vàng tươi thì chứng tỏ nấm đấy chưa phải là nấm chuẩn. Đặc biệt khi các bạn bẻ nấm ra, Ngọc Hoa sẽ bẻ các bạn xem. Đầu nấm phải có màu vàng và sờ vào phải mịn màng, không được sần sùi thô ráp. Hơn nữa, chân nấm phải tròn mịn. Các bạn có thể nhìn thấy chân nấm ở đây ạ. Chân nấm phải tròn mịn, không có lỗ. Nếu chân nấm có lỗ, chứng tỏ là nấm đã bị côn trùng cắn. Khi nuôi trồng họ đã làm trồng không tốt, không bảo quản tốt và không bịt nó tốt, nên là nấm đã bị côn trùng cắn. Nấm mà bị côn trùng cắn rồi thì tốt nhất các bạn không nên sử dụng, vì cái lượng dưỡng chất trong đó đã bị những con côn trùng hút hết rồi. Nó sẽ không tốt cho cơ thể của chúng ta và nó sẽ mất hết tác dụng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nấm hình dạng xung quanh chân nấm rất là nhẵn luôn. Thứ ba là qua mùi vị của nấm. Cũng giống như các loại nấm linh chi khác, thì khi các bạn đun nấm linh chi sừng hiêu lên, nó cũng sẽ có vị đắng. Nếu như ban đầu đối với nấm linh chi thì bạn sẽ thấy rất là có mùi thơm, nhưng đối với nấm linh chi sừng hiêu thì hoàn toàn không có mùi thơm nào cả. Nhưng khi đun lên thì bạn sẽ ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng, rất là nhẹ thôi. Và vị của nó đắng, nên là bạn có thể nhìn thấy là lúc mà bạn đun lên thì bạn phải nếm thử xem là đến nước thứ hai, nước thứ ba thì vị nó còn đắng hay không. Tất nhiên nước đầu tiên thì sẽ là đắng nhất, nước thứ hai, nước thứ ba vẫn phải có vị đắng, nhưng vị đắng sẽ được giảm nhẹ xuống một chút nhé. Đó là toàn bộ những cách phân biệt và chọn mua nấm linh chi sừng hiêu một cách đúng nhất và chính hãng nhất mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho bạn nghe. Để tìm hiểu thêm bất cứ một thông tin nào khác về sản phẩm nấm sừng hiêu, như công dụng hay là cách hướng dẫn sử dụng làm sao cho hiệu quả nhất, thì các bạn có thể truy cập vào website goraShop24giờ.com, hoặc các bạn có thể kéo xuống ngay video. Dưới video này ở phần mô tả, Ngọc Hoa có để một đường link ở đó. Kích vào đường link đó, bạn có thể đọc được rất nhiều thông tin về sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu, hoặc bạn có thể đặt mua hàng ngay tại website. Ngoài ra, để điều chúng tôi tư vấn cụ thể hơn và chi tiết hơn về nấm linh chi sừng hiêu hay bất cứ một sản phẩm nào khác của Hàn Quốc, bạn có thể gọi điện theo số hotline 0904886428. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn cách sử dụng nấm linh chi sừng hiêu sao cho hiệu quả nhất và tốt nhất đối với bạn cũng như người thân trong gia đình bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở video sau.